Rồi, chào các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì đầu tiên thì hướng dẫn anh em đăng ký tài khoản cái đã, rồi chúng ta tám tiếp ha. Ok, bấm vô cái chữ màu vàng hai lần nha. Rồi xong rồi anh em bấm cái gì đó không cần biết đó, 456. Trên là tài khoản, dưới hai cái là mật khẩu ha. Ok, hơi dài hay gì á. Kêu gì ta? Phải có chữ, nó kêu là vậy ha. Nó phải kêu là có 6 hoặc 8 chữ cái. Ok. Rồi, anh em biết con này con gì không? Chưa biết đúng không? Đó là con thần thú 3D nha. Đó, Pokemon đó. Bản này chỉ có 11 server là bản mới nha anh em. Và bản này có việc hóa sơ sơ ha. Dạ nhà yêu, không cho vô. Ok, má nghi là nó không cho để tiếng Việt hay là chữ Latin luôn mới ghê chứ. Được chưa, được chưa? Ok, vô rồi. Thần thú 3D, thần thú 3D nha. Có tiếng Việt chút chút mà ở đây là chắc chưa có rồi. Nhưng mà chúng ta xem cái bản giao đầu của nó nha. Đó, 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 đó. Đầu game vô, nếu anh em tải về chơi thì đầu game vô là anh em sẽ thấy được là có có Việt hóa nha. Anh em để ý thì sẽ có chữ Việt hóa đó. Còn trong này chưa thấy chữ Việt hóa đâu hết. Đậu phụ Rokamek. Đây đây đây, bản này là bản mới ha, có Getkoga kìa. Đồ lên Satoshi Getkoga chưa? Chưa lên Satoshi Getkoga. Oh, Rayquaza. Chết hết. Bọn nó đang nói chuyện với nhau đó nè, đây Satoshi Getkoga nè. Đó. Lên đồ mình ạ, mình ảnh mà dám luôn hả? Wow. À, đây có đánh nè. Rồi cái này chắc nó không chết rồi. Bao à, không chết rồi, nãy đánh hụt rồi, heo đánh hụt rồi, không là nó chết bà nó rồi. Thì ra là thế. Hấp ba cứu hả? Rồi bỏ qua phần dạo đầu đi, đây. Ủa hồi nãy ta thấy có việc hóa mà ta. Bản này phi nhiều kim cương hơn bản trước nha anh em. Bản trước là phi chỉ có mấy chục ngàn kim cương à. Bản này là phi cho chúng ta là tới 500 ngàn kim cương nha anh em. 500 ngàn không phải là một con số nhỏ đâu. Mấy cái mà hướng dẫn đầu game này nọ thì chúng ta đã biết hết rồi ha. Nên chắc cũng không cần mà phải dài dòng làm gì. Đó, mấy trận đánh đầu game là phải chịu thôi rồi. Oh man. Để auto đánh vẫn ngon hơn nha. Đánh về hơi mệt nha. Nó giống như con nữ Nhi Quốc vậy anh em. Con anime nữ Nhi Quốc ha. Đó, nó cũng tựa như con đó vậy đó. Hả, à, con cầm khúc xương láo vậy không? Hồi đó heo ghét con này nhất luôn á. Nó nghĩ nó có khúc xương cái đầu nó láo chó nó. Vậy là không tốt nha bạn. Boomerin kìa. Boomerin. Đánh luôn chứ ngại ngùng gì vết bẩn anh em. Ngại ngùng gì vết bẩn, không có ngại ngùng gì vết bẩn hết đó. Đó, không có ngại ngùng gì hết đó. Tới đi, không có ngại ngùng gì hết đó anh em.
Con này ếch hả? Ghê hả? À? Mày ếch với tao ạ. À? Vừa ếch hả? Ếch, 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 ếch. Cái phẩm chất của nó là ếch luôn á nha anh em. Mày chết chắc rồi, đó, đó, mày, mày xạo với chị hả con? Thằng bé vẫn còn hơi mệt nha. Để làm gì đây, nâng cấp Pokemon, ok. Bản này phi tới 500 ngàn mà không biết vô quay tướng là bao nhiêu đây. Không biết có phi tệ gì không nữa. Gabigon. Đó, đó, Gabigon đang ngủ ha. Nhưng mà chúng ta bấm bỏ qua mấy cái phần hoạt cảnh đi. Heo đó thiệt lười coi mấy cái hoạt cảnh lắm. Vì game này heo đã up trên kênh một lần rồi ha. Sao mấy con của mình yếu dữ ta. Mà lại con hộp cục xương nó lau chó nữa nè. Đó, 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 đó. Mày về chỗ mày đi con. Một em. Rồi rồi rồi. Mục tiêu tiếp theo là Bulberin. Rồi ok luôn. Chọn một con rồi anh em. Thắng không thắng không? Mã tượng không thắng chứ. Gây cấn hơi hồi hộp. Đồ quá, mỗi màn nhận 1000 mấy kim cương hả? Ê ê ê, game này ngon nha. Còn vàng là nó phi cho chúng ta là hơn 10 triệu rồi kìa. Nè, hơn 10 triệu rồi nè, hơn 10 triệu vàng. Với lại 500 ngàn kim cương ha. VIP 18, mới thấy VIP 18. Nè, 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 VIP 18. À, ok, ngon lành, ngon lành. Rồi hót ra, đi một vòng nè. Rồi đứng đây đi, đi đi chị. Đây có bảng xếp hạng nè ha. No 1, no 2 gì đó. No Bamber gì đó. Đây là quà này là chắc quà top, quà nạp luôn. Đù, không phải, quà top. Wow, 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 má top ngon như vậy. Cái này giỏi lắm là anh em đứng hạng 3 mà cũng khó lắm anh em. Game này game mới mà. Phi tới 10 triệu vàng với lại 500 ngàn kim cương mà chắc không ăn nổi đâu. Tớp nè. Ồ, tớp cũng 100 mấy ngàn, ớn hồn thiệt chứ. Pikachu nè ha, Raichu nè. Ngày đầu tiên chúng ta nhận được Raichu. Cái này 7 ngày đăng nhập. 7 ngày đăng nhập. Mỗi ngày thì chúng ta nhận được 100 ngàn 10 vạn, 10 vạn kim cương tương đương với 100 ngàn. Còn cái vé này để làm cái gì ta? Wow wow wow, 100 tệ anh em. Á đù, 2 ngày được 200 tệ nha. Wow wow, ngon ngon. Phê phê nha, phê. Được được, ok ok. Hôm để note lại. Hồi nãy thấy tệ đó là nó có để chữ VIP. Heo nghĩ đó là tệ nạp ha. Ghi vô tệ nạp luôn. Rồi cái này mua cái gì ạ? Này chắc vé quay. Vé quay 28 ngàn. Ê cũng rẻ nha. Nếu mà quay tướng một lần 30 ngàn thì nó phi cho chúng ta là 500 ngàn. Vậy là quay tướng rẻ đó. Được được, ngon. Còn cái này là quay tướng hay là cái gì đây? Tiêu kim cương hay gì nè cũng không biết nữa. Mà bản này là không có code nha. Mấy ông hỏi đi xin. Code hay không thì heo cũng không biết luôn. Trời trời thiệt chứ. Chết luôn thiệt. Mỗi ngày 30.000 kim cương. 30k kim cương một ngày. Trời ơi.
á, game phi nè, 100 triệu vàng, ở lòng 10 triệu vàng, 5.000 kim cương. Ở bên kia là sau ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, rồi thứ 7 mỗi ngày là chúng ta được tính ra là 7 ngày là được thêm 500.000 kim cương nữa, 500.000 kim cương 7 ngày. Trời ơi à. Rồi ok, vậy là chốt là được 1 triệu vàng nha. Đó là 1 triệu kim cương. Năm với lại mỗi ngày được 30.000 nè, 30.000 kim cương trong điểm danh nè. Trời ơi, ngon lành ngon lành. Đây nè, đây nè. Đây được 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Đó, 5 ngày. 5 ngày có phải là anh em được 500.000 không? Đó, 500.000 cộng thêm 500.000 này nữa. Phải tính hết chứ. Mấy ông tính cái bỏ vậy là không được. Này là quà nạp rồi. Này là Odo. Ủa trời má, tưởng đâu là được phi chứ thấy chú không nè, không tệ nè. Trời ơi, lừa người nơi ấy, lừa hoài không thấy. Đây, này chắc là quà nạp nè, nạp 10 tệ được nè ha. Cũng khá là ngon. Toàn là chữ nạp không. Không có nạp là không có tiền. Hey, thiệt chứ. Quà VIP nè anh em. Đây đây đây, ăn từ VIP 1 cho nó ngon nha. Chứ heo thấy quà VIP chỉ có 1 kim cương. 1 kim cương thì tính ra nó cho phi rồi đó. Nhưng mà cái chỗ quay tướng này không phải chỗ quay tướng. Chỗ quay tướng là chỗ nào ta? Này là đội hình. Đây hộp 3. Hộp 3. Ở đây là chúng ta không có cái vé quay nào hết ta. Đây đây đây, bảng xếp hạng tướng nè. Đó. Hình như mình chưa mở ra mấy con cao hơn rồi. Getkoga là có trong này là cũng ngon rồi hả? Hồi nãy đầu vô là thấy có việc hóa mà tại sao lại vô trong này không có ta? Bọn này là quay bằng ấy. Rồi, à tại hồi nãy anh em biết tại sao mà heo vô đó heo coi không? Tại vì ở đây nè, nó có cho chúng ta là vé quay tướng nha anh em. Đây có vé của hop 3 nè, đây nè, đó, hai vé nè. Càng lên cao càng nhiều nha. Rồi, bây giờ đi mua quà VIP cái. Rồi để nốt lại. Quy quà VIP luôn. Trời ơi, quà VIP 1 kim cương. Quy vé quay tướng. VIP. Tiếp tục. Hồi nãy là chúng ta không có một vé quay tướng nào ha. Nhưng mà cứ ăn đi rồi chút chúng ta kiểm lại ha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, đây được 3 cái rồi nữa nè. Chìa khóa vàng làm gì ta? Phi VIP 18 luôn. Chắc trên VIP 18 chắc không còn gì đâu. Đó, bây giờ lên được 4 vé quay. Và cái vé 18 là hình như được 30 lần hay 50 lần gì đó. Ngon lắm, ngon lắm. Trời ơi, wow, VIP là phi vậy là ngon lành rồi. Đó, ngon luôn. Đó. Trời ơi, chơi game tốn kim cương lắm nha. Nhưng mà không sao, mỗi ngày nó cho chúng ta 30.000 mà có thể mua thể lực này nọ rồi. Đây, 20.000 nè anh em. Đó, VIP 16 mà được 20 lần quay rồi nè. Với lại Rizadon. Đó, 30 lần nè, VIP 17 này nha. 50 lần. Đó, VIP 18 50 lần và 30 mảnh Rizadon và 50 mảnh vạn năng. Ngon lành. Vô tuổi. Chúng ta được 120 vé. Ê ê ê. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Hai hai hai. Hồi nãy giờ không vô. Anh em bảo đảm, những anh em mà đi nãy giờ xem xong mà bỏ đi là tiếc hùi hụi luôn. Nhìn thấy gì không anh em? Đây đây đây. Đó nè, cái chỗ mà ngôi sao nè, búng ra nè, đó đó. Đây đây đây. Rồi đây, nhìn vô đây nè, đó. Thấy gì chưa? 500 tệ. Ăn. Tôi chưa ăn được. Nó ghi cái gì đây? Ok, để heo lấy điện thoại heo dịch lại cái.
Má chơi game Trung Quốc mà méo bao giờ mà biết chữ Trung Quốc nó ghi cái gì hết á. Bây giờ phải chụp hình xong rồi cho nó dịch. Nhưng mà ở đây là được 120 vé quay tướng rồi nè ha. Ngon lành, ngon lành. 80 mảnh Rizadon nữa chứ. Đâu rồi, 80 mảnh. Ủa, hình như nó chưa cộng vô đây hay sao không thấy con tướng ta nằm này ta. Đáng lẽ ra nó phải nằm ở trên chứ. Trời trời trời, có Odis, Oxid, Oxy gì tùm lum trong này nữa nè. Rồi ok, bây giờ quay lại với cái này. Để heo dịch xem nó ghi cái gì. Bà mẹ nó lẹ quá, chụp không kịp. Để tí. Ok. Anh em đợi heo nha, để coi nó ghi cái gì đây. Trình độ huấn luyện viên không đủ. Cấp 70 nha, ok rồi, cấp 70. Nè, thấy rồi, bây giờ mới thấy nè, cấp 70. Rồi 200 đâu rồi, hồi nãy 200 tệ đúng không, bây giờ 700 tệ. Xong, ngon lành, 700 tệ. Đúng rồi, bây giờ vô quay tướng cái nè. Xem lại ha, đây là 531 nha. Đây nè, dùng vé quay nè, trời ơi. Lo xa quá heo ơi. Mở ra nè. Con gì ngon? Fujina gì? Con Fujibana. Wow, quá trời ngon luôn à. Trời ơi, một màu vàng lấp la, lấp lánh. Mở ra hốp ba ơi. Gì nó đây? Con này nghe nói nó là ngoài trái đất đó anh em. Quay tướng là ở ngoài kia nó cũng có tích quay đó nha anh em. Ngon lành lắm nha. Đù mà con này vậy mà được hạng S anh em. 4 sao. Thôi con này cù bắp lắm. Tiếp. Trời ơi, cho cả hơn 1 triệu luôn anh em. Trời ơi à. Ấm lòng, còn 6 lần nữa nha. Ra con gì ngon coi. Đậu phộng, chưa thấy con gì ngon luôn ngoài con Fujibana. Con này đáng lý ra nó ngon lắm mà sao nó lại kỳ vậy ta. Ok, Odip. Còn 3 lần nữa, 3-4 lần nữa ha. Nãy giờ toàn tướng cùi không nha, chưa có con nào ngon nha. Lại tướng màu tím nữa rồi. Hết rồi, một lần 45 là... Một lần quay nhân 10 là 45 ngàn ấy nha anh em. Đó. Thấy cũng khá là tình cỏm. À thì ra đây đủ nè, đủ chiêu mộ, đủ một bộ của nó là được nè. Hồi nãy thấy có chỗ tích vòng quay mà ta. Đâu rồi. À, cái này chắc nạp tiền mới có vòng quay rồi. Ủa nạp tiền hay là gì ta, khoan từ. Hay là năng động ngày ta, nhiều khi năng động ngày nó cũng ra nha. Còn nó cho kẹo này để làm gì đây. Hay đang có event gì trời. Ồ, có 50 lần, quay 50 lần như vậy thì ngon rồi, còn gì nữa anh em. Farm quái mà farm một lần 50 lần thì còn gì nói nữa. Này farm lên 70 rồi lụm vé tệ thôi chứ còn gì nữa. Mở hết luôn, được
ăn hết nha. Ê đù phộng má, nãy giờ ăn hơi nhiều nha, ăn hơi lố tai nha anh em ăn coi chừng nha anh em. Chà, mua hơi lực hơi tốn nha, heo mua hơi lực hơi bị tốn mà anh em thông cảm. Không nhìn không để ý ha. Đó, ăn một cái hơi chua nhưng mà đang test cho anh em nha, là anh em thông cảm ha. Rồi lên 31 rồi. Ok, cứ tiếp tục đi anh em, tiếp tục đi, tiếp tục ha. Ok, bấm riết luôn để cho nó lên. Heo đen cần lên 70 để mà ăn cái vé 500 tệ nó ra sao cái đã. Tiêu hết kim cương cũng được đó. Chủ yếu là để lên 500, để lên level 70 thôi à. Nhưng mà đánh cái này coi bộ khó lên level à. Có ai cho tôi biết là tôi đang level bao nhiêu không? Nè, mỗi lần ăn là tốn 10.000. Cậy nó chơi hết luôn mà, hết ga, hết số rồi à. Rồi đủ phỏng mới 41 à, biết chừng nào mới lên, lâu lắm nha. Rồi chắc chờ ngày thứ hai quá. Rồi chờ ngày thứ hai thôi chứ cái này là hết ga hết số lên cũng không nổi bo 70 trong một ngày đâu. Chỉ có là mở mấy cái này thì được nè. Này gì vậy? Có thư không? Không luôn. Shop có gì ngon không? À có chìa khóa. Ok, được 14 chìa khóa. 14 chìa khóa vàng. Mở lỗ tai rồi. Ồ, ở đây nó có bán con ấy nữa nè. 5 mảnh luôn chứ ít ỏi gì anh em. Nhưng mà nó bán bằng cái điểm gì chúng ta không có ha. Gì đây? À. Chưa đủ bộ mà sao lấy. Còn đây nó mở ra cái gì đây? À, này nạp để lấy quà trưởng thành. Ok, tiền đâu mà nạp anh em ơi. Má chơi còn chơi game lậu, game phi mà. Rồi ha, ok. Rồi, link thì heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Đó, đây là... Oh my god, có tiếng quái ấy luôn nè anh em. Wow. Này là tiếng quái hình như là Mega. Mega hả bá chủ, là Mega. Con này lên màu đỏ là Mega. Đúng rồi, tiếng quái Mega luôn hả, ghê hả. Chỉ có mấy con tiếng quái được Mega à. Hay là chưa mở thêm hay gì á. Cái này là con bé gì à, hú cưỡi nha. Game chơi khá là ngon nha anh em, thấy ok á. Rồi cái mảnh của con Rizadon, con Rizadon nằm ở đâu? Không thấy ở trong này mới ác chứ. Ho-o nè. Wow, Ho-o là 2S nha. Con gì à? Con gì quên mẹ nó tên rồi. Nó bay luôn rồi. À, Latias và Latios. Ok, nhớ rồi. Còn này là biết rồi, khỏi nói. Này là Pikachu ha. Rồi qua mấy con tướng cộng hưởng rồi. Gì Lugia gì đây nè. Con này là Arik gì quên rồi. Thần sáng tạo. Đồ má ít cộng luôn, ngon lành. Con này quên tên rồi, nghỉ luôn.
Còn này là con cõi mộng gì nè, không nhớ tên. Đồ. Wow. Hôm bơ. Ôi giời ơi ạ. À, biết làm sao để lấy được mấy con này ta. Hớp 3 đâu ta, hồi nãy có hớp 3 mà. Dioxid. Có con gì ngon nữa không đây? À, cái này mà kiếm được một con huyền thoại ngon quyết mấy. Rồi, chắc không có con gì ngon đây rồi. Rồi, ok, quay lại uy cũ rồi ha. Rồi, thôi, link em sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.